Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Lâu lâu các bạn lại thấy mình lên cái góc quay này đúng không? Trên nhà. Đấy. Thôi, vào thẳng vấn đề luôn. Mình sử dụng mạng Internet của Viettel và mình tin là cái mạng Internet Viettel cũng rất là phổ biến trong căn nhà của bạn. Comment xuống phim dưới nếu như các bạn cũng đang sử dụng mạng của Viettel nhá. Điểm danh. Đấy. Và gần đây thì Viettel cũng đã triển khai một cái gói dịch vụ mới có tên đấy là Home Wi-Fi. Chính xác, Wi-Fi dành cho gia đình của các bạn đấy. Đó. Thế nên là cho dù các bạn ở một cái căn nhà có lớn như thế nào đi chăng nữa, cho dù có nhiều ngóc ngách đến mức độ như thế nào đi chăng nữa, thì nhờ cái Home Wi-Fi này của Viettel, nó sẽ giúp các bạn có thể phủ sóng Wi-Fi đến tất cả mọi ngóc ngách trong nhà. Và các bạn sẽ có một trải nghiệm mạng Internet Wi-Fi ngon nhất, đã nhất. Và quan trọng hơn cả là cái chú Home Wi-Fi này nó sẽ được lắp kèm khi mà các bạn đăng ký gói cước. Thế nên là các bạn không cần phải mất tiền mua đâu. Anh em yên tâm nha. Trước khi bắt đầu kỹ hơn thì mình phải chia sẻ luôn nhá, cái modem mạng wifi của Viettel để mà giúp các bạn kết nối đến mạng internet ấy, thì vẫn phải có nhá. Cái home wifi này nó sẽ giúp các bạn phát wifi ra và nó sẽ giúp các bạn phủ sóng một cách rộng hơn thôi. Chứ cái cục modem là vẫn cần phải có. Và chúng ta sẽ kết hợp những cái cục đó lại với nhau để chúng ta có thể phủ sóng wifi một cách rộng hơn. Thế thì nó có những cái gì hay? Cái đầu tiên là nó sẽ giúp các bạn có thể phủ sóng wifi trong một cái không gian rộng hơn, nhiều tầng hơn và có nhiều vật cản hơn. Các bạn cứ tưởng tượng chúng ta đang ở trong một cái căn phòng đâu đó, không, căn nhà chứ các bạn, đâu đó tầm khoảng 5 tầng. Thì cho mình hỏi là có cái cục phát wifi nào nó phát sóng được cỡ 5 tầng không? How to phát? Đúng không? Đấy, tivi mở lại lên rồi. Các bạn cứ tưởng tượng là không có một cái cục wifi nào có thể phát xuyên tường đến mức độ 5 tầng như thế. Mà nếu như các bạn lắp mỗi tầng một cục wifi khác nhau á, thì nó lại tạo ra rất nhiều những cái người ta gọi SSID, tức là cái tên wifi khác nhau. Và như thế vừa khiến cho cái việc các bạn trải nghiệm wifi, trải nghiệm internet ở mỗi tầng nó khác nhau, nó phiền phức. Dẫn đến chưa kể là các bạn di chuyển lên xuống cái thứ lại phải kết nối lại wifi cái thứ rất là phiền phức. Chưa kể nhá, nó còn bị nhiễu kênh nữa. Thế nên tất cả các mạng wifi đều kết nối cực kỳ chậm chạp và rất là khó chịu. Thế thì rõ ràng là chúng ta không có nhiều những cái cách để mà giải quyết vấn đề đó một cách triệt để hơn, đúng không? Thế thì home wifi đấy, wifi mesh, nó được sinh ra để giải quyết tất cả những cái vấn đề đó. Cái home wifi này của Viettel sẽ thống nhất tất cả những cái mạng wifi đó lại chung, chỉ còn là một cái tên duy nhất. Và các bạn cũng hiểu là cứ mỗi tầng chúng ta lắp một con, thậm chí là hai con luôn đi. Đấy. Thế thì các bạn đi lên tầng nào đi chăng nữa, mạng wifi vẫn đều xuyên suốt, mạng internet vẫn cực kỳ là thông suốt để giúp các bạn có thể trải nghiệm mọi thứ một cách tốt hơn, mượt mà hơn, trơn tru hơn, mà lại giảm tải đi tất cả những vấn đề như mình vừa nói. Nào là phiền phức bởi vì quá nhiều tên wifi này không còn nữa, nào là phiền phức bởi quá nhiều cái mạng wifi dẫn đến nhiễu kênh giờ cũng không còn nữa, hay là cũng không còn phải nhất thiết các bạn phải chuyển qua chuyển lại rồi đăng nhập lại wifi các thứ này nọ lằng nhằng. Nó sẽ tự động chuyển, tự động kết nối để giúp các bạn có một cái trải nghiệm xuyên suốt hơn, vừa giúp các bạn có thể phủ sóng wifi, phủ mạng internet trong một cái không gian cực kỳ rộng lớn, mà nó lại giải quyết được tất cả những vấn đề lằng nhằng vốn khi các bạn sử dụng quá nhiều thiết bị và nó có quá nhiều những vấn đề phát sinh thêm ra. Mà cái hay nữa, các bạn cũng đã biết, home wifi nó sử dụng công nghệ wifi mesh, và mesh nó không cần phải đi dây các bạn ạ. Trời ơi, cái sợi dây duy nhất các bạn cần đấy là cái sợi dây các bạn cắm từ cái cục này vào cái cục modem. Mà nếu như cái cục modem này của bạn mà cũng hỗ trợ support cho cả những cái home wifi mới của Viettel này thì cũng không cần phải dây luôn. Nó nhanh cho nó vuông, nó là như vậy. Thế thì nó cực kỳ gọn, nó cực kỳ đẹp. Và thiết kế để trong nhà thì góc nào cũng thế, vô cùng đáng yêu. Tại vì các bạn thấy không? Màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, có chút xíu à. Tiếp đến, nó sẽ có một cái app để mà giúp các bạn có thể quản lý luôn. Nếu các bạn có sử dụng cái phần mềm đây là My Viettel để quản lý. Nhưng mà khả năng tiếc là mình sẽ không demo một cách chi tiết hơn trong cái video này được, bởi vì cái cục modem của mình á là nó đời cũ quá rồi, mà mình vẫn chưa có thời gian mình đi đổi nữa. Hơn 2 năm trời rồi các bạn. Bây giờ nếu như bạn nào mà lắp đặt mới thì chúng ta sẽ được tận hưởng tất cả những cái thay đổi cài đặt đó trên cái app My Viettel và quản lý nó một cách cực kỳ là dễ dàng. Thay đổi tên wifi, biết được là ai đang kết nối đến cái wifi trong nhà của bạn. Nói chung là cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng luôn. Nên là trải nghiệm đi nhá, thú vị cực kỳ. Tiếp đến vấn đề thứ ba, đó là cái tốc độ. Cái home wifi này nó sẽ giúp các bạn có thể trải nghiệm internet tốc độ cao một cách mượt mà hơn, trơn tru hơn. Các bạn cứ tưởng tượng là con này nó có luôn cả băng tần Wi-Fi 5G, thế nên có thể hỗ trợ tốc độ tối đa lên tới 866 Mbps. Và đương nhiên với cái tốc độ này là nó cực kỳ kinh khủng để giúp các bạn có thể stream mượt mà được tất cả những cái nội dung phim 4K, các bạn chơi game độ trễ cực kỳ thấp, ping cực kỳ thấp,
và giúp các bạn chơi mượt mà hơn, ổn định hơn. Và thậm chí nó còn có thể hỗ trợ được nhiều thiết bị cùng một lúc. Các bạn cứ thử tưởng tượng trong nhà có hai vợ chồng thì không sao, trong nhà mà có tổng khoảng 5-7 người, ông bà bố mẹ rồi em gái bạn bè lên chơi chẳng hạn. Người thì chơi game này, người thì xem phim này, người thì có khi đang học online này. Thử không có home wifi xem, sử dụng cái wifi bình thường xem, nó lag cho lòi mắt ra, không thể nào làm được cái gì cả. Con này thì nó sẽ giải quyết hết những vấn đề đó và nó sẽ giúp mọi người đều có trải nghiệm wifi ổn hơn, mượt mà hơn. Mà như mình đã nói rồi đấy, nó có thể hỗ trợ được nhiều người như thế. Thì rõ ràng là trong nhà nó đã ngon rồi, mà kể cả những bạn mà có kinh doanh trong cái mô hình gọi là nhỏ nhỏ thôi, kiểu quán cà phê nhỏ nhỏ thôi chẳng hạn, thì nhờ cái wifi này nó cũng sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề mà mình nói đến từ đầu video đến giờ. Tại vì mình tin chắc là cũng có rất nhiều bạn đã gặp cái trường hợp vào trong một quán cà phê tầm khoảng 2-3 tầng chẳng hạn, mỗi tầng là một tên wifi, ôi muốn nhức đầu luôn, muốn xoắn não luôn, giải quyết hết. Ok, và cuối cùng thiết kế cưng không, nó lại chả cưng vãi chưởng luôn, nó nhỏ có một chút xíu rồi các bạn. Các bạn thấy không hề có một cái dấu anten nó lòi ra ngoài cả. Tại vì cái thiết kế nó được giấu hết ở phía bên trong, nó gọn hơn, nó đẹp hơn. Mà bé hạt tiêu màu trắng xinh xắn như này thì mình thấy phối góc nào cũng đều cực kỳ là cute, cực kỳ là đẹp hết cả. Các bạn thấy sao? Đấy là còn chưa kể, như mình đã nói rồi, bởi vì nó không cần phải đi dây ấy, thế nên nó rất là gọn gàng. Và ở cái thời buổi gọi là Internet of Things, AIoT 4.0 như bây giờ, thì tất cả những công nghệ phải xịn sò, phải nhỏ gọn, phải đáng yêu, phải đẹp như thế này thì nó mới thể hiện cái sự công nghệ trong căn nhà của bạn chứ. Nói chung á, thì với cái video này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn khá nhiều những cái trải nghiệm mà mình đã có với cái Viettel Home Wi-Fi này. Rõ ràng từ thiết kế quá đẹp nhá, sự nhỏ gọn đáng yêu của nó nhá, hay là những cái trải nghiệm phía bên trong như là Wi-Fi Mesh như nào, kết hợp nhiều cục lại với nhau như nào, sự xuyên suốt trong trải nghiệm Wi-Fi như nào, rồi tốc độ nó cao như thế nào, nó đương nhiên cũng sẽ giúp cho các bạn có những thứ mượt mà hơn và đã mắt hơn rất nhiều, dùng sướng hơn rất nhiều trên cái hệ thống này. Và như mình đã nói, nếu như các bạn đang sử dụng mạng Viettel, các bạn đăng ký chọn gói Viettel Home Wi-Fi thì các bạn có thể nâng cấp tốc độ mạng, nâng cấp trải nghiệm mạng mà không tốn thêm bất cứ một chi phí nào cơ. Hấp dẫn đúng không? Anh em quan tâm thì có thể tham khảo những đại lý Internet Viettel gần nhất để có thông tin cụ thể hơn nhé. Còn video này mình sẽ ngừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!